Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá máy cũ tại Thế Động trong ngày cuối tháng 5 này các bạn ha. Thì xem cuối tháng 5 giá máy cũ tại Thế Động có thay đổi gì không bạn. Rồi, đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 14 Pro 256GB, hiện tại là mình đã lấy xuống rồi. Thì con này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 23.770.000. Nó sẽ tiết kiệm so với máy mới là 6.220.000. Và con này sẽ được bảo hành 7 tháng rưỡi tại chính hãng. Rồi, tiếp theo ở đây là chúng ta sẽ có con iPhone 14 128GB màu tím. Hiện tại con này thì có giá là 19.220.000. Các bạn mua sẽ tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 2.700.000. Con này bảo hành còn được 10 tháng chính hãng các bạn ha. Đây chiếc iPhone 14 thường. Chiếc máy rất là đẹp. Đa số những máy cũ tại Thế Động còn rất là đẹp các bạn, hầu như là không có chạy xuống cấn mốt rồi luôn á. Những máy mới luôn mà, mới đến 99% luôn. Bảo hành còn được 10 tháng chính hãng nha. Rồi, S22 Ultra 128GB. Con này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 17.550.000 và tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 13.440. Con này bảo hành còn được 10 tháng tại chính hãng. S22 Ultra màu xanh. Rồi, Xiaomi 12 phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB có giá là 10.670.000. Tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 8.820.000 và còn được bảo hành chính hãng lên đến là 20.5 tháng nữa các bạn. 20 tháng rưỡi luôn. Đây. Mi 12 RAM 8 bộ nhớ 256. Khá ngon. Rồi, iPhone 11 128GB có giá là 9.860.000. Tiết kiệm so với máy mới là 4.130.000, còn được bảo hành chính hãng 8 tháng. Đây là 11 màu đen. Rồi, tiếp theo S21 FE phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB có giá là 9.250.000, tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 9.700.000 các bạn, giảm hơn phân nửa luôn. Bảo hành còn được 7 tháng rưỡi chính hãng bên Samsung ha. Rồi, S21 FE phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256, con này thì có giá là 9.110.000 màu đen. Cho con này bảo hành còn 6 tháng nên sẽ giá rẻ hơn ha. Tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 9.800.000. Rồi, Samsung Galaxy Z Flip 3 128GB, con này chỉ còn được bảo hành 1 tháng tại Thế Động thôi. Giá là 9.010.000, rẻ hơn so với máy mới là tầm khoảng 16.000.000 luôn các bạn. Đây, Z Flip 3. Chiếc máy nắp gập ha. Rồi, S21 FE phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB có giá là 8.850.000. Tiết kiệm so với máy mới là 8.140.000. Con này bảo hành còn được 8 tháng chính hãng. 21 FE. Oppo Reno 8T 5G có giá là 7.830.000, tiết kiệm so với máy mới là 3.160.000, bảo hành còn được 11 tháng chính hãng. Reno 8T 5G. Cái màu đen. Bảo hành được còn 11 tháng nữa mà ha, chính hãng luôn. Rồi, Oppo Reno 8T 5G bảo hành 11 tháng, giá 7.830.000. Máy này thì phiên bản màu, đây là màu vàng. Oppo Reno 8 5G có giá là 7.800.000, bảo hành còn được 5 tháng rưỡi chính hãng. Reno 8 5G. Rất là đẹp. Rồi, Oppo Reno 8 phiên bản 5G bảo hành 9 tháng rưỡi có giá là 7.230.000, tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 3.700.000 các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo là Oppo Reno 6Z. Con này thì giá còn được 7.000.000 chẳng luôn bạn. Tiết kiệm so với máy mới là 2.490.000, bảo hành còn được 3 tháng. Con này sử dụng 5G nha. Samsung Galaxy A33 RAM 6GB. Con này hiện tại khách đã đặt rồi nên không hiện thị giá ha. Oppo Reno 7 7Z 5G có giá là 4.980.000, bảo hành gần được 5 tháng rưỡi chính hãng. Đây là 7Z. Chiếc máy từng làm mưa làm gió trong thời gian trước của hãng luôn bạn. Vivo V25e có giá là 4.980.000, bảo hành còn được 8 tháng, tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 3.500.000 các bạn.
Vivo V25e bảo hành 5 tháng rưỡi, hai con này đều bảo hành 5 tháng rưỡi nên có giá là 4.820.000 đều bảo hành 5 tháng rưỡi hết ha, tiết kiệm so với mới tầm khoảng 3.670.000. Xiaomi Note 11 Pro giá 4.730.000 bảo hành còn được 15,5 tháng chính hãng, tiết kiệm so với mới là 2.760.000. Note 11 Pro bảo hành 14 tháng có giá là 4.660.000, tiết kiệm so với mới là 2.800.000. Vivo Y35 có giá là 4.440.000 bảo hành 10 tháng chính hãng, và tiết kiệm so với mới là 2.550.000. Y35 thì máy màu vàng rất là đẹp. Oppo Reno 6Z có giá là 4.240.000, con này bảo hành còn được 1 tháng tại Thế Động ha, tiết kiệm so với máy mới là hơn phân nửa tiền luôn, 5 triệu tiết kiệm khoảng 5.2 triệu. 6Z rồi, 6Z màu bạc nó sẽ có giá cũng là 4.240.000 do bảo hành còn được 1 tháng các bạn ha. Rồi Oppo A96 bảo hành 2 tháng có giá là 4.100.000, tiết kiệm so với mới là 2.890.000. A96 Realme C55 RAM 6 bộ nhớ 128 có giá là 4.000.000 chẳng luôn, bảo hành còn được 11 tháng chính hãng, tiết kiệm so với mới là 900.000. Oppo A57 128GB có giá là 3.420.000, bảo hành 11 tháng chính hãng. A57 128GB màu đen. Rồi Realme C55 RAM 6 bộ nhớ 128 bảo hành 10 tháng rưỡi có giá là 3.310.000. Chiếc máy màu trắng vàng của Realme. Samsung Galaxy A04s con này Samsung Galaxy A14 các bạn, RAM 6 có giá là 3.180.000 ha. Con này hiện tại các bạn mua sẽ tiết kiệm khoảng 1.800.000, còn được bảo hành 10 tháng rưỡi chính hãng. Rồi Samsung Galaxy A04s có giá là 3.210.000, con này thì bảo hành 11 tháng rưỡi. Rồi Realme 8 giá là 3.090.000, bảo hành còn được 1 tháng chính hãng, 1 tháng tại Thế Động các bạn, tiết kiệm so với mới là tầm khoảng 2.400.000 ha. Đây Realme 8 này bảo hành 1 tháng nên giá rẻ ha. Rồi tiếp theo là những cái máy bàn phím. Ở đây chúng ta sẽ có Nokia 8210 4G giá là 1.110.000, Nokia 215 4G có giá là 600.000, Nokia 110 giá 580, Martel Easy 55 giá 330, cuối cùng đây là Easy 55 giá 330 luôn mà ha. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn thêm tham khảo giá máy cũ tại Thế Động trong ngày cuối tháng 5 này. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.